Tháng nay là cái ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật, các bạn đã mất rất mất nhiều thời gian để lên tham gia lớp ở đây, tham gia cùng với lớp. Thì mục tiêu của chúng ta cũng là làm sao cho cái việc kỹ năng của chúng ta trở nên tốt hơn, rồi cách thức làm việc chúng ta trở nên chuyên nghiệp hơn, và là cuối cùng là gì, là để làm sao chúng ta được hoàn thành các chỉ tiêu và chúng ta có cái thu nhập tốt hơn, đúng không ạ? Đấy là cái mục tiêu chính của cái việc đào tạo ngày hôm nay, làm thế nào để các bạn làm ra có được nhiều thu nhập tốt nhất. Đấy là cái anh suy nghĩ đơn giản, thích đơn giản như vậy, là chúng ta đi làm thì chúng ta được có được thu nhập tốt nhất, chứ không phải chúng ta đi làm chúng ta chỉ có một cái đồng lương không. Do vậy là với cái nhu cầu của bộ phận, cái sự ủng hộ và sự hỗ trợ của bộ ban giám đốc của phòng đào tạo và các bạn, toàn bộ các bạn giám sát trên cả nước, xây dựng ra một cái đề cương, một cái giáo trình để đưa ra một cái bài học nó thiết thực nhất với toàn bộ chúng ta, nó gần gũi nhất chúng ta. Và ngày nay các bạn biết rằng là chúng ta là một hình thức đào tạo nội bộ, nghĩa là chính giảng viên của chúng ta là cũng là người của ban chúng ta luôn. Nó không phải là chuyện chúng ta đi thuê ở bên ngoài về. Nếu chúng ta thuê bên ngoài thì đâu đó có thể là người ta sẽ có những cái kỹ năng về đào tạo nào đó nó tốt hơn, nhưng họ không thể hiểu được cái hoạt động chúng ta rất rõ rệt nhất. Bởi vậy là anh cũng đã suy nghĩ và quyết định rằng là chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ việc giảng viên của các đợt đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên chúng ta là chính là những người quản lý của chúng ta, những người giám sát, những người quản lý, để làm sao đưa cho các bạn được cái kiến thức nó thực tế nhất, các tình huống ví dụ nó đúng với công việc của bạn nhất, để các bạn thể vượt qua được. Và sau buổi học này thì anh hy vọng là mọi người có được cái cách thức, kỹ năng và kiến thức để làm sao cho có thể vượt qua tất cả những khó khăn rào cản trên thị trường các bạn gặp phải. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Là Quang là hiện nay Quang đang là với vai trò là quản lý của một khu vực ở miền Bắc, nhưng đồng thời Quang đang là thủ việc của vai trò là phó phòng kinh doanh miền Bắc. Thì hôm nay Quang từ miền Bắc vào để tham gia vào lớp đào tạo, rất cảm ơn Quang. Xin chào tất cả mọi người, thì mình xin phép đính chính lại một chút. Thì như anh Tùng có chia sẻ là hôm nay mình mới đến, nhưng thực ra là mình đến từ hôm qua thôi, không phải hôm nay. Xin chào tất cả bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Quang, Đỗ Văn Quang. Thì hiện tại mình đang làm phó phòng kinh doanh miền Bắc. Thì mình đã làm ở công ty hơn 5 năm rồi, từ thời Di Cà Phê. Thì không biết ở đây có ai làm cái thời gian Di Cà Phê không ạ? Mà từ BCBS chuyển sang không ạ? À, có bạn, có ai nữa không ạ? Chúng ta có khoảng hơn 3 thành viên đúng không ạ? Thì mình làm ở công ty được hơn 5 năm rồi, thì trong cái thời gian làm việc của mình cũng được học tập rất là nhiều những cái kiến thức từ anh em, đồng nghiệp, rồi từ chính các bạn. Và mình mang những cái kiến thức đấy mình chia sẻ với cả những cái bạn khác và giúp cho họ cải thiện rất là nhiều cái hiệu quả cũng như là cho công việc. Và mình hy vọng là sau cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái nhìn nó khác đi và nó mới mẻ hơn về công việc, hoặc là chúng ta cũng tổng kết lại những cái nội dung trong công việc. Thì xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Thì để vào đầu cái hoạt động của chúng ta thì cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ chia nhóm. Cái việc đầu tiên chúng ta sẽ chia nhóm, và cái thứ hai nữa là chúng ta cùng làm quen với nhau, giới thiệu tên tuổi và cái địa phương của mình. Thì trên tinh thần của cái buổi học ngày hôm nay, với cái tinh thần là chia sẻ kiến thức, thực tế là những cái kiến thức tất cả các bạn khi làm thị trường đã đều có hết rồi, và mình chỉ tổng kết lại để giúp các bạn làm sao mà hệ thống lại cái kiến thức của mình, và mình vận dụng những cái kiến thức đấy từ bạn của mình và từ cái buổi ngày hôm nay mình tiếp thu được để mà mình vận dụng cho công việc được tốt hơn. Thì cái việc đầu tiên mình chia nhóm, thì chúng ta sẽ chia nhóm bắt đầu bằng một cái trò chơi rất là nhỏ, là các bạn điểm danh từ 1 cho đến 6, từ 1 cho đến 6, bắt đầu từ bên tay trái của tôi. Và bạn khi mà bạn nói 1 thì bạn nói 2, các bạn cứ nói tiếp theo. Và từ bàn này bàn số 1 đến bàn số 2 đến bàn số 3 và đến bàn số 4 đúng không? Bắt đầu từ bàn 1 nhá. 1 2 3 4 5 6. Rồi bắt đầu lại 1 2 3 4 5 6 1 1 1 rồi, ok, tiếp theo 1 2 4 5 6 1 rồi 2 không, bạn đếm lại là 1 2 3 4 5 6. Rồi, thế bây giờ tất cả các bạn số 1 thì sẽ về bàn số 1, tất cả các bạn số 2 sẽ về bàn số 2. Thế là 4 nhóm đi Quang. Dạ vâng. Từ 1 đến 4 thôi.
Không biết đủ 4 bàn nhé. Từ 1 đến 4 rồi. Ờ. Làm lại, làm lại. Xin lỗi, từ 1 chút lỗi kỹ thuật, không vấn đề gì cả. Chúng ta bắt đầu đếm lại từ 1 đến 4 nhé. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Rồi, ok. Bạn kia đếm sang 3 luôn đi. 3, đếm nối luôn. 4, 1, 2, 3, 4, 1. Bạn ơi. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rồi, ok, chúng ta biết số bàn của mình chưa? Và chúng ta bắt đầu di chuyển nhá. Đây là bàn số 1 ạ. Đây là bàn số 2, bàn số 3 và đây là bàn số 4. Bàn sẽ áp theo hình chữ U ạ. Và chúng ta bắt đầu di chuyển vào lòng ra đây là bàn mới. Chúng ta bắt đầu di chuyển vào làm quen với những người bạn mới nhá. Khi đi nhớ mang theo hành trang và chiếc ghế nhá. Ôi sao mình đi nhớ mang cái ghế này. Này rồi cái này. Đi qua đây nói đi qua. Giáo trình à? Đây không gửi tầm ok chưa? Bạn Dương không? Ok. Chúng ta đã chia nhóm và các bạn có tham gia lại trong cái trò chơi nhỏ này không ạ? Ai mà các bạn cùng một tỉnh hoặc là cùng chơi với nhau rồi các bạn là ở một nhóm không ạ? Thôi mình là đùa một chút thôi và chúng ta đã cùng chia nhóm và chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với nhau. Thì cái yêu cầu của mình trên cái tinh thần giống như mình có nói từ lúc trước ấy, có nghĩa là cái buổi học ngày hôm nay trên tinh thần là chia sẻ. Nhưng mà để chia sẻ thì đầu tiên các bạn phải quen nhau và trong một cái nhóm là những cái người bạn mà sẽ đi với các bạn trong suốt cái hai cái ngày đào tạo, nên là các bạn cần phải làm quen và làm quen với những người đồng đội của mình. Thì mình lại có một cái trò chơi thứ hai như sau, là các bạn sẽ viết tên của mình vào cái tờ giấy mà cái tờ giấy nhỏ này, bạn cho mình mượn ạ. Đây chúng ta có một cái tờ giấy nhỏ này và chúng ta sẽ viết tên của mình vào để mà các bạn trong nhóm sẽ biết tôi là ai đúng không? Cái thứ hai nữa là